Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 và 0971 336 559 các bác nhé. Hôm nay em lên cho các bác một cây XS Max siêu chất luôn các bác nhé. Cây này là XS Max bản Mỹ các bác ạ. Cây này là pin 100% mới sạc 97 lần các bác nhé. Còn bảo hành của hãng đến ngày 29 tháng 6 năm 2023, bảo hành 195 ngày nữa các bác nhé. Cây này được sản xuất ngày 27 tháng 9 năm 2020, tất cả đẹp mới hết các bác này. Rồi các bác này, đây là cái vết bản các bác nhé. Con này mà nó đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1 các bác. Riêng về cái hàng máy không có hộp này các bác nhé, nó chỉ khác muốn máy mới là không có hộp thôi. Tất cả các chức năng đẹp zin hết các bác nhé. Con này bao cho các bác nhúng nước thoải mái thôi. Đấy, bao nhúng nước các bác nhé. Đấy, cứ ok đi. Cái này em bảo hành cho các bác 1 năm, lỗi đổi mới trong tháng đầu tiên các bác nhé. Còn chính sách bảo hành của hãng thì các bác không phải lo rồi. Đấy, tất cả máy là bảo hành cho các bác 1 năm hết từ A đến Z các bác này. Cực kỳ chất luôn, không một vết xước sát nào các bác nhé. Màn hình này. Rồi, bụi rồi các bác nhé, mà lau cái bụi đi cái. Cái mùa này rất là bụi các bạn. Xà đâu là bụi đấy. Nó chỉ có bụi rồi các bác nhé. Tất cả màn zin hết các bác, zin áp các bác nhé. Các bác phát hiện là cây này có một cái gì đó gọi là không phải hàng zin. Em kỷ niệm máy luôn cho các bác đây. Các bác nhìn này, cái khay sim này. Khay sim này cũng theo máy các bác nhé. Trùng email hết của máy các bác này. Nói về chức năng của cây này thì không cần phải bàn, bởi vì nó là hàng mới các bác nhé. Mình chỉ nói về cái hình thức do vận chuyển thôi. Đây, khay sim này các bác này. Đây, em cho các bác xem cái khay sim này. Đấy, khay sim của nó đây này, 44532. Đấy, các bác vào xem cái email của máy các bác nhé. Còn chức năng của cây này thì mình không cần hết. Email thì tất cả từ Samsung các dòng máy các bác cứ sao thăng 06 thăng là nó ra email. Đây các bác này, 44532. Đấy, trùng email 100% zin nguyên bản nguyên áp các bác nhé. Cây này các bác cứ về mang thợ kiểm tra luôn, không zin em kỷ niệm luôn các bác. Cây này không cần lấy tiền các bác nhé. Đấy, em quay một vòng cho các bác xem này. Cái độ đẹp của nó này các bác này. Ôi, nó vàng ươm như thỏi vàng các bác này. Như thỏi vàng các bác này. Bản Mỹ các bác nhé. Con này là một SIM và một e SIM. Tất cả những cái đời XS Max này đều là hai SIM các bác nhé. Con này là một SIM vật lý mình nắp trực tiếp vào, một e SIM là mình phải bắn qua nhà mạng các bác ạ. Đấy, màu vàng rất là đẹp các bác nhé. Màu này rất là giá trị này. Đây. Em vào phần cài đặt giới thiệu cho các bác xem. Nói chung là mình chỉ cần xem này thôi, còn chức năng thì không phải xem nữa, bởi vì nó là máy mới các bác nhé. Đấy. Máy mới XS Max 64GB bản Mỹ các bác nhé. Hàng trả bảo hành nha các bác này. Đây các bác này, pin 100% này. Đây em vào máy tính cho các bác xem nhé. Thực ra là những cái hàng này trên thị trường nó đắt mà rất là ít giết người, ít người buôn các bác nhé. Bởi vì giá thành của nó rất là đắt. Chỉ có một số người có những cái có những nhiều khách thì mới dám buôn các bạn. Đấy, còn đâu là không ai dám buôn những cái dòng này. Bởi vì giá trị là của nó quá cao và nó ngược so với cái giá thành các bác nhé. Riêng nhà em buôn bán thì không quan trọng về giá thành, quan trọng chất lượng cho các bác thôi. Rồi các bác xem này. Pin 100% đây các bác này, sạc 97 lần các bác nhé. Rồi, xem báo cáo xác minh cho các bác. Rồi, tất cả xanh đét hết các bác này. Rồi. Đây, còn bảo hành cho các bác này. Bảo hành đến ngày 27 tháng 9 năm 2020.
Đây là ngày sản xuất, ngày bảo hành rồi, để em check cho các bác xem. Đây các bác này, bảo hành những ngày 29 tháng 6 năm 2023, còn bảo hành hãng 195 ngày. Đấy các bác nhé, 195 ngày tương đương với 6 tháng các bạn. Đấy, 36, 18, 6 tháng rưỡi. Bảo hành hãng 6 tháng rưỡi, nhưng mà riêng em bảo hành cho các bác cây này là 1 năm luôn các bác nhé. Bảo hành cho các bác 1 năm sử dụng các bác này. Đấy, bảo hành từ máy quốc tế cho đến tất cả các chức năng các bác nhé, bảo hành cho các bác 1 năm luôn, máy cực kỳ ok luôn, sạc 97 lần đây còn bảo hành đây. Cây này thì các bác chỉ cần nhấc máy lên alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại là xong. Còn những bác nào mà chưa mua máy nhà em lần nào thì còn phải đặt cọc cho em các bác nhé, đặt cọc trước khi lấy. Còn các bác mua rồi thì cứ nhấc máy lên alo cho em gửi tại nhà cho các bác thôi, không cần phải đặt cọc các bác nhé. Đấy, còn các bác ở gần nhà em có thể qua nhà em uống trà, lúc nào nhà em cũng có chè tàu. Đấy, địa chỉ nhà em tại cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cửa hàng đây các bác này, cửa hàng nhà em đây. Đấy, rất là ok các bác nhé, các bác cứ qua đây uống trà đàm đạo. Nhà em có rất nhiều các dòng máy, những cây này đặc biệt thì em chỉ nên một cây thôi. Còn từ 6S, 6S và Note, 7 và Note, 8 và Note, rồi iPhone X, XS Max, 11, 11 Pro Max, 12 Pro Max, đầy đủ hết các bác nhá. Những bác nào là mua những cái hàng này nhà em rồi, hàng pin 100% sạc ít lần rồi thì cứ bình luận đánh giá của em cái, để những bác chưa mua người ta lấy động lực mà mua các bác nhá. Xem chất lượng hàng hóa như thế nào, có ok không các bác nhá. Đấy, tất cả các bác cứ đánh giá thoải mái từ chế độ bảo hành đổi trả ra sao các bác nhé, để người ta yên tâm. Còn những bác nào máy lỗi thì cứ gửi bảo hành thoải mái thôi, bên em làm ăn chín chu các bác, không bao giờ lo mất máy các bác nhé, mất máy là mất uy tín. Đấy, làm ăn mà đã mất uy tín thì không bao giờ lấy được lại các bác. Đấy, thoải mái thì thôi các bác nhé. Các bác đang xem chương trình bên em mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để hàng ngày em lên những sản phẩm mới, các bác ưng ý sản phẩm nào thì lấy sản phẩm đó các bác nhé. Còn những bác đăng ký kênh rồi thì cho em một nút like để em lấy những động lực để tìm kiếm những cái hàng gọi là siêu khủng siêu hiếm như thế này các bác nhé. Đấy, em xin được tạm dừng video tại đây. Bác nào ưng thì alo trực tiếp cho em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.